Mến chào quý anh chị cô chú. Trước mặt màn hình của quý anh chị cô chú đang là quốc lộ 56 ha, một cái trục đường huyết mạch của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng mà thuộc địa phận của thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xây mặt qua bên đây một xíu là thuộc xã Bầu Chinh ha quý anh chị. Đó, thì xã Bầu Chinh là nó giáp ranh với thị trấn Ngãi Giao ha. Đó. Thì cái thửa đất ngày hôm nay của em muốn review cho quý anh chị cô chú xem, nó nằm trên mặt tiền đường quốc lộ 56 này luôn ha. Đó. Cái đường quốc lộ 56 ở cái khu vực này nè quý anh chị, đó xe cộ giao thông qua lại rất là đông đúc luôn. Đó. Hiện tại là giờ này tầm khoảng là giờ 9 giờ sáng ha. Rồi hôm nay hơi râm, không phải là thời gian cao điểm nữa. Đó. Trên trục đường này thì hiện tại người ta kinh doanh buôn bán hai bên rất là sầm uất luôn quý anh chị. Đó. Trước mặt mình là thị trấn Ngãi Giao ha. Đó. Dùm xa đó. Thị trấn Ngãi Giao, lên một xíu nữa là mình đụng đường hai chiều ha quý anh chị. Thửa đất ngày hôm nay á, nó có giá rẻ hơn một nửa so với cái hiện tại nha quý anh chị, so với người ta đang rao bán hiện tại. Đó thì hiện tại ở khu vực này người ta đang rao bán với giá là 600 triệu trên 1 mét ngang. Đó. Và cái giá đã giao dịch là tầm khoảng là 550 đến 500 triệu á, tùy chủ đất ha. Nhưng mà cái thời đợt sốt á, cao đỉnh điểm này khu vực này nó lên tới 800 triệu trên 1 mét ngang lận nha quý anh chị. Và đất của mình thì hầu như là gần full thổ cư luôn rồi. Đó, gần full thổ cư luôn. Đó. Nhưng mà chỉ có giá 250 triệu trên 1 mét ngang cho mặt tiền đường quốc lộ 56. Đó, cái giá khá là hợp lý, khá là rẻ ở cái thời điểm hiện tại này nha quý anh chị. Và cái giá thổ cư ở khu vực này cũng không hề rẻ đâu nha quý anh chị. Cả 5 triệu trên 1 mét vuông đất thổ cư đó. Đó, tiền thuế thổ cư là nếu mà đóng lô đất này thì cũng là trên tiền tỷ nha quý anh chị. Đó. Rồi, sơ lược vậy thôi. Bây giờ mời quý anh chị cô chú mình cùng xem hết video này để tham khảo chi tiết hơn nha. Tôi là Hoàng Duy, tôi thích review chia sẻ tất cả bất động sản. Còn đây là sổ của mình ha, sổ mình thì đã được cấp đổi hết rồi nha quý anh chị, sổ mới hoàn toàn. Đó, nên diện tích là đầy đủ luôn ha. Địa chỉ là thuộc xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích là 317 m². Hình thức sử dụng riêng. Cái mục đích sử dụng này thì quan trọng nè, đất ở là 289 m². Đó. Còn lại là đất trồng cây lâu năm là 28 m² ha quý anh chị. Đó, thời hạn sử dụng đất ở lâu dài, đất trồng cây lâu năm là đến năm 2043 ha. Thì cái sổ này chỉ cấp đổi rồi nên chỉ công chứng sang tên là xong thôi nha quý anh chị. Còn đây là trích lục sơ đồ thửa đất của mình. Đó, đất mình tiếp giáp với đường quốc lộ 56, xây mạch về hướng tây ha quý anh chị. Rồi, còn đây thửa đất mình ở trên bản đồ quy hoạch ha. Thì mình á là có ngang là 16 m, sau vào là một cạnh 19 m2 và một cạnh là 20 m3. Hậu đằng sau của mình là 16 m2, mình ở hậu được một xíu ha quý anh chị. Cái hậu mình á là nó hơi ngắn so với những cái lô đất khác ha. Thường thường cái hậu ở cái khu vực quốc lộ 56 này nó tầm khoảng là 30 cho đến 40 mét ha quý anh chị. Nhưng mà ví dụ như cái lô 8 mét nhân 40 thì 8 nhân 4 là 320 m², thì nó cũng đã rơi vào tầm giá là 4 tỷ 8. Nhưng cái lô đất ngày hôm nay á, nó chỉ rơi vào, nhưng mà mình gấp đôi cái mặt tiền lên, mà cũng là gần 320 m², nhưng mà mình cũng có là 4 tỷ thôi nha quý anh chị. Đó, nên thành ra là mình rất là rẻ so hơn những cái lô khác, bởi vì cái mặt tiền mình á là bây giờ nó không có lấy đường vào nữa rồi. Đó, nên thành ra nếu được lựa chọn thì em vẫn mua cái lô đất này, chứ không mua cái lô đất mà 7-8 m ha quý anh chị. Càng nhiều mặt tiền thì càng tốt. Đó, mình có thể mở showroom hay là kinh doanh buôn bán quán ăn hay là bất cứ cái gì nó cũng tiện cả. Đó, kể cả việc sau này mình tách được ra được 2-3 lô thì nó cũng tiện hơn cái việc mà chỉ có 8 m² ha. Rồi giờ mở quy hoạch lên. Đó, mở quy hoạch lên thì đất của mình là quy hoạch 100% đất ở tại nông thôn. Và khu vực mình thì không có vướng đường nữa nha. Quốc lộ 56 người ta sẽ mở đường. Còn phía bên này là thuộc màu hồng của thị trấn Ngãi Giao ha quý anh chị. Cách mình 3 thửa đất thôi. Đó, màu hồng đậm là đất ở đô thị nha. Phía này là thuộc xã Bầu Chinh nè. Đó, hồng nhạt hơn là đất ở nông thôn ha. Con đường này sau này người ta sẽ lấy phần đường phía bên kia, bởi vì con đường này nó có khúc cua nè quý anh chị. Người ta sẽ mở phần đường phía bên kia để mà cho nó thẳng cái đường lại, nắn cho nó thẳng cái đường lại á quý anh chị. Rồi còn đây là quy hoạch của toàn khu này luôn nha quý anh chị. Đó, màu đậm hơn của thị trấn Ngãi Giao. Còn phía bên này là thuộc xã Bầu Chinh ha. Rồi ranh giới của mình á thì rõ ràng rồi ha quý anh chị. Đó, đất của mình thì bên đây, cái nhà bên đây. Cái nhà bên đây, đất mình nằm trên giữa ha. Thì mình có ngang là 16 m ha. Ngang 16, sâu vào một cạnh 19 và
một cạnh 20, hậu đằng sau cũng là 16 mét luôn. Đó, đó là vuông ván. Còn đây là vị trí thửa đất của mình ở trên Google vệ tinh ha quý anh chị. Đó, vị trí thửa đất của mình. Khu vực của mình thì nói chung là đầy đủ dịch vụ tiện ích hết. Ở ngoài mặt đường này thì người ta kinh doanh mua bán hai bên rất là đông nha quý anh chị. Đó, đây là khu vực của thị trấn Ngãi Giao ha quý anh chị. Đó, khu vực thị trấn Ngãi Giao. Đây là trung tâm thị trấn Ngãi Giao. Trong bán kính tầm khoảng là 2 cây số thì mình về chợ, bệnh viện, trường học rồi vân 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 vân. Tiện ích rất là nhiều, không thiếu gì, giống như ở thành phố vậy thôi nha quý anh chị. Đó. Mặc dù y tế thì nó có phần không có bằng ở thành phố ha. Đây là thuộc Ủy ban nhân dân xã Bầu Trinh nè. Tầm khoảng về tầm khoảng là 1 cây số thôi. Hơn cây số ha. Còn đây là thị trấn Kim Long, về khúc này thị trấn Kim Long ha, về tầm khoảng là 3 cây về thị trấn Kim Long. Từ vị trí thửa đất của mình mà di chuyển về cao tốc Dầu Dây Phan Thiết mới mở quý anh chị là đi thẳng một trục quốc lộ 56 về thôi, là tầm khoảng là 20 cây thôi. Còn về thành phố Long Khánh thì tầm khoảng là 30 cây ha. Đó, lên cao tốc về thành phố Hồ Chí Minh. Cái đoạn cao tốc này thì tầm khoảng 60 cây số ha quý anh chị. Còn ra quốc lộ 51 thuộc thị Mỹ Xuân á, của thị xã Phú Mỹ là ngay Vedan đó quý anh chị, thì tầm khoảng là 20 cây thôi nha, là mình có thể ra quốc lộ 51 rồi. Đó. Chạy thẳng quốc lộ 51 thì mình về thành phố Biên Hòa. Đó, của Đồng Nai tầm khoảng 60 cây, về thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy 60 cây ha. Còn từ vị trí từ đất của mình mà về thành phố Bà Rịa thì tầm khoảng là 16 cây thôi nha, 16 17 cây thôi về thành phố Bà Rịa. Còn về biển Vũng Tàu thì mất tầm khoảng là 40 cây nha quý anh chị. Rồi bây giờ mình cùng zoom lại để xem cái vị trí thửa đất xung quanh của mình một lần nữa ha. Đây vị trí thửa đất của mình. Đó. Khu vực trường tiểu học nè. Rất là gần, ra ô tô. Trong ngoài mặt đường này thì kinh doanh hai bên là hình như là san sát nhau luôn ha. Còn về đường xá khu vực cái thì đường này là đường quốc lộ rồi quý anh chị. Đường này sau này mở rất là rộng nữa nha quý anh chị. Nhưng mà quý anh chị thấy không? Đó hiện tại thì 4 làn đường xe chạy ha. Cái con đường này, cái đoạn này nó bị cong nè, cái đoạn này sửa qua đằng trước nó bị cong nè. Đó, quý anh chị thấy nó bị cong không? Nên sau này cái phần quy hoạch là người ta sẽ lấy hết phần quy hoạch phía bên này nè. Đó, y như trên bản đồ quy hoạch á. Đó, người ta sẽ lấy phần đất bên này chứ không có lấy phần đất ở bên kia nữa. Nên đất của mình hiện tại là hiện trạng là không vướng quy hoạch bất cứ gì nữa cả ha. Ta lấy từ cái mé bên này đổ xuống cho nó thẳng đoạn đường quốc lộ luôn nha quý anh chị, bởi vì tuyến đường lớn mà. Đó. Còn khu vực dân cư thì quá là đông đúc rồi. Hai bên người ta kinh doanh rất là nhiều mặt hàng. Đó. Sản phẩm ga nào, gara ô tô, rồi nói chung là rất là nhiều. Tất cả mọi dịch vụ tiện ích đều có trên trục đường này ha quý anh chị. Đó. Ở khu vực này thì trường bệnh viện, trường học đó, cũng khá là gần chợ nữa. Về chợ Ngãi Giao thì đi một xíu thôi ha. Nước sạch, điện, đường, nói chung là có đầy đủ hết nha. Đó. Còn về phần đất thì đất của mình á, thì nó bằng phẳng rồi quý anh chị. Đó. Không dốc gì cả. Qua này xem luôn ha. Đất của mình như bên trong nè ha quý anh chị. Đó. Hiện trạng là bàn phẳng, hồi xưa là nhà cũ nhưng giờ người ta đập ra rồi ha. Đó. Nên đất của mình này thì nó cũng nhỏ, nên đứng chỗ góc này là có thể xem hết được luôn. Đó, đất sập 100% ha. Rồi bây giờ mời quý anh chị cô chú mình cùng xem một đoạn flycam từ trên cao ha. Rồi còn đây là những hình ảnh từ flycam ha. Đất của mình ở phía bên dưới ha quý anh chị. Đó, đây là mảnh đất của mình ha. Đó, lên trên đây là địa phận của thị trấn Ngãi Giao nè. Đó, dọc lên trên là thị trấn Ngãi Giao ha quý anh chị.
dọc về dưới này là thuộc xã Bầu Trinh, rồi đi về hướng thị trấn Kim Long. Rồi đây là cách vị trí thửa đất hướng về thị trấn Ngãi Giao ha, cách vị trí thửa đất tầm khoảng 400m. Em sẽ bay về vị trí thửa đất của mình. Quý anh chị tiện hình dung ha, ở đây thì cũng có rất là nhiều cái căn nhà biệt thự đồ sộ khu vực này nha quý anh chị. Đó, phía dưới là thuộc thửa đất của mình rồi ha. Phía đất trống ở phía bên tay trái của màn hình. Đó, khu vực này có cây xanh luôn ha quý anh chị. Đó, lên đoạn nữa là mình đụng đường hai chiều rồi ha. Xe cộ di chuyển rất là đông đúc ở trên cái trục đường quốc lộ 56 này. Đi xa xa kia là bệnh viện ha. Rồi từ vị trí thửa đất em sẽ di chuyển về hướng thị trấn Ngãi Giao. Đó, tới đây là thuộc địa phận của thị trấn Ngãi Giao rồi nha quý anh chị. Đó, ở trên trục đường hướng về Ngãi Giao thì hai bên đường á là kinh doanh mua bán rất là sầm uất luôn. Ở đây còn gọi là đường cùng ha quý anh chị. Đó. Và với nhắc về giá một lần nữa thì so với những cái lô đất khác như em đã nói á, thì tầm ở khu vực này mà thuộc địa phận xã Bầu Trinh thì hiện tại người ta đang rao bán là 600 triệu trên 1 mét ngang. Đó. Thì thường thường nếu ví dụ như 600 triệu nhân cho cái lô đất mình một nửa mặt tiền 8 x 40 thì 320 mét vuông thì nó cũng có giá là 4 tỷ 8 rồi. Nhưng mà cái lô đất ngày hôm nay nó chỉ có giá 250 triệu trên 1 mét ngang thì chỉ có 4 tỷ thôi, 16 mét ngang mặt tiền ha quý anh chị. Vẫn cái diện tích như diện tích lô 8m. Đó. Và chưa nhắc đến là full thổ cư luôn, gần full thổ cư luôn. Đó. Cái giá thổ cư ở đây thì quý anh chị mà được biết thì nó cao ngất ngưỡng cả 5 triệu trên 1 mét vuông. Đó, ở cái mặt tiền đường quốc lộ 56 ở cái khu vực này ha. Khu vực này là gọi là khu vực 1 đó, của huyện Châu Đức. Nên thành ra giá thổ cư nó rất là cao. Đó. Thì nếu mà bản thân em thì cảm thấy cái lô đất này nó khá là rẻ hơn so với những cái lô đất mà ở bên cạnh. Đó. Thì quý anh chị cô chú nào quan tâm á, thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại của em để em cung cấp thêm thông tin cho quý anh chị ha. Và cuối cùng em cũng xin kết thúc video tại đây. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị cô chú ở những video tiếp theo.